Làm những việc nhanh nhẹn lên chứ. Ngày hôm nay là anh em nhá, là anh em đều biết được rằng là anh em tôi chơi game rất giỏi rồi. Nhưng mà còn một cái điều mà các chị em nên biết ở trong team đột chúng tôi là ai cũng nấu ăn giỏi. Từ tôi đến từ đến Hunter đến Đạt nấu ăn cực kỳ giỏi. Trình nấu ăn không thua kém gì các đầu bếp trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay là có một cái tựa game để anh em chúng tôi có thể phát huy được cái khả năng như vậy. Nó là một cái trò chơi có tên là One Arm Cook. Toàn là lệch này. Ôi, đã có 13 khách hàng rồi kìa. Các anh em setter đến rồi. Nấu ăn nhanh lên. Đâu? Đây, nguyên liệu đây này. Ừ, thế Ủa, một tay bây giờ là những cái món gì đầu tiên? Đầu tiên burger chúng ta cần phải có thịt. Ôi, khách đến rồi kìa. Các anh em setter đợi, đợi lấy đợi thịt đợi tí xong nhá. rồi, lấy thịt xong rồi để cái gì? Đây đây, từ từ anh là người Ăn order. đi anh ơi. Ăn đi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Điều. Cái Ăn đi gì anh. Của nhà cả đó. Cái này bữa nay ăn là miễn phí. Cái game xe tơ khổ quá. Đó, mà các anh ăn sau á. Hôm nay quay 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 chuột đấy, chuột ăn cắp kia. Con mẹ chuột cắp thịt kia. Mày có trả cái gì cho bố không? Còn... Hôm nay là có món thịt chuột cho các anh nhá. Đây là món thịt Con chuột đấy. Chuột khốn nạn. Nhớ tao. Đây là món thịt chuột nhá. Ôi chơi hẳn hoi, giống hiểu. Đề nghị các đồng chí đi về để tôi đi ra tôi order đồ cho khách. Đây, Đề nghị các đồng chí về chuẩn bị này, anh giao luôn việc nhá. Làm burger chúng ta đây này, nhìn thế này. Ở đây là có nhiệm vụ này. Trông gà tơ. Trông gà tơ là cái gì kia? Cầm Ăn dao tơ thì xin xin đó, xin. Bắt cả chuột lên để cho khách ăn là gì nhau nào? Thịt chuột thịt à? Đánh, thịt đánh rơi thôi, thịt đánh rơi được rồi thôi. Bây giờ là phải thịt chuột nó mới đông. Rồi, cái thịt này. Con này nó trộm đấy. Tơ, cái thịt này phải mất đi nhá, không được dùng dùng để nấu cho khách đâu nhá. Rơi đất rồi. Đâu anh đâu 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 thì nào thì này đúng không? Là cho nó order anh ơi đấy thì này đúng không em bán em sao order đi nó đòi ăn cheeseburger cheeseburger có nghĩa là bánh burger có bơ à đâu phô mai à phô mát phô mai nào em chặt chặt rồi tốt tốt được 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 nào ba con cheeseburger rồi ba con là thịt 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 ba con là thịt 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 gì thịt nướng à hay là thịt thịt sấy nhỉ. Thế mày phải bắt luôn, mày phải lấy con dao mày thái cái bánh mì thêm bôi chứ. Ui, em định rơi xuống đất rồi. Nhặt lên sao, được. Sao, nhặt lên là được, khách ăn được mà, không vấn đề gì. Xẻ cái bánh mì này ra thì mình nhét vào được. Mẹ, cái bánh có con chuột này sao nó cứ tha đồ ăn của mình vậy? Mẹ, mày... Con bánh... Nhét cho vào đây mày thì nó sẽ không, nó không spawn ra nữa. Ok. Em phải vứt đúng vào. Nó đầy rồi, anh cho tủ này. Mày xem có lò vi sóng không? Đây lò vi sóng em ạ. Mở bẹ lò vi sóng nhé bẹ. Đúng rồi. Ủa, con chó chuột. Ok. Em đóng vào nhanh cho anh bật luôn lò vi tóc xem nó sẽ như nào nhá. Ngoài đời nó sẽ nổ bét phát đấy. Nào, ui, 3, 2, 1, đóng cái gì bây giờ? Đấy, đấy, bắt con chuột đây rồi, đấy. Đấy, nhanh, cho chưa? Rồi, bật lò vi sóng, bật lò vi sóng. Bật lúc nào? Đấy, cái công tắc đây. Bật luôn. Các bạn cứ đợi một chút nha, bọn mình có chút việc nhá. Ui, con chuột nó nhìn mình, ánh mắt căm hờn lắm. Cắm điện hay không? Chưa cắm điện là thế nào? Sao không bấm bữa bấm không được. Ừ sao không bấm được gì. Trông bảy trọ trông. Ôi ôi mẹ. Có cả máy tính luôn này. Hóa ra là order food ở trên này. Mình có thể đặt mua đồ ngoài chợ nhá. Đây này cách người ta làm đồ ăn đây này. Có sách mà. Đâu? Đây này, sách thế này, anh xem sách thế này. Đâu? Nhá, đây, hamburger này, cheeseburger này, cheeseburger là cần... Có sao lại không đi nữa rồi? À. Burger, bun top. Có nghĩa là... Cheeseburger đúng không? Bây giờ phải cúc cái bánh nướng lên. Ờ, đầu tiên là burger phải mang vào nướng lên. Nướng ở đâu? Nướng nướng này là nướng hơi cháy một chút. Cả đúng rồi, cho vào cái lò vi sóng ấy chứ đéo nữa. Đây, cho thịt vào đây. Con chuột giờ nó không thèm dã luôn kìa. Nó chín rồi ha. Chín rồi à? À chín rồi à? Đây, đây, cho thịt vào đây, cho bánh lên đây và dán luôn trên này này. Không phải cho vào đấy mà là cho bánh đây luôn. Đây, đúng rồi, anh ơi, đúng rồi. Rồi, burger xong rồi. Đấy, từ từ thôi. Nó cũng chạy nữa rồi. Chạy nữa rồi. Bây giờ cho một chi đây. Rồi, anh xẻ bánh, anh được xẻ nửa bánh nữa rồi kìa. Đấy nhá. Đây, mọi người cho thịt vào đây. Rồi. Ok. Cái gì kêu đây? Cái đâu đây? Đấy. Cháy mẹ nó bếp cháy, rồi. Cháy.
Ôi, ơi, tắt 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 baby. Tắt biết cái gì? Tắt thế nào? Đèn xì mẹ nó thịt rồi. Kia cầm cái kia, cầm 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 đi, xì đi. Cháy mẹ bây giờ, cháy mẹ nhà rồi kia. Ôi khách sợ cút mẹ hết rồi. Các anh em, bọn bọn người bình tĩnh nhá. Mọi người bình tĩnh, không có chuyện gì các bạn nhá, không có chuyện gì nhá, không đi về. Em xì rồi. Tao chặn đường rồi, đéo cho nó về. Không đừng về các bạn ơi. Xong chưa? Khỏi về hết rồi. Ok, được cháy nhá. Vẫn cháy thì lúc nào nó càng cháy càng to thôi. Cái gì cả. Đấy, hết cháy chưa? Xịt phải chuẩn với chứ. Ô, chuột cháy này, đạt xịt chuột thui này, đạt đây. Thui xong giả cầy nữa. Ôi, sao càng ngày nó càng cháy to này. Làm thế nào? Xem bọn này nó ăn đoán. Đây, gần được rồi, Mẹ chuột tao chỗ mấy anh đang ăn, đang ngồi chờ. Ôi, kệ chuột đi trong nhà hàng. Ôi, lại cháy mẹ chỗ kia rồi. Ở sao em vừa cầm cái này lên đã cháy rồi? Ừ, thì... vứt chuột lên mấy cái bàn thực khách là chúng nó không chạy đâu. Ừ, đúng rồi. Để... vứt chuột lên bàn thực khách, nó sẽ không spawn chuột ra nữa. À, con em... chuột này cháy rồi này, cách này. Con chuột này cháy, xe tui rồi. Vai cả. Để em ra thùng rác em mò xem còn con chuột được không? Ờ đúng rồi, à. Thả lên nó sẽ đéo chạy được. Tuyệt vời. Đạt nhanh trí đấy. Hamburger. Chi burger. Kinh nghiệm là ăn thịt chuột bao năm rồi đấy. Ừ. Ngon rồi. 1, 2, 3. Em chạy ra phố còn tìm được hai con chuột nữa về này. À, cứ khi nào mà đồ ăn bị rơi xuống đất là nó spawn chuột ra. Tức là đồ không được để đồ ăn rơi. Đồ ăn rơi là chuột nó sẽ ra. Yeah, ừ. Mất công em đi ra tận bên ngoài em hốt thêm hai con nữa về. Tao cũng vừa mới ra ngoài lấy đi đấy. Nhưng mà không có chuột thì lấy đâu ra thịt. À đi. Nhà hàng đóng mẹ nó cửa rồi. Phá sản rồi các em ơi. Còn mẹ sờ tát áp thất bại rồi. Đéo hiểu đây. Ơ, thế còn thằng Đạt đâu rồi? Bảy trọ vào đi. Ít cả game luôn. Mẹ cũ nó không cho nó không cho bán hàng nữa. Nó tịch thu giấy phép kinh doanh luôn. Cảm ơn anh em Nemo nhá, 15689 nhá, đây các anh em nhá. Rồi. Cảm chưa? Lần này là chắc chắn là chuẩn chỉ nhá, không nói nhiều đấy. Chắc chắn phải ngon đây này. Mười lăm khách hàng. Lần này anh phân chia nhiệm vụ nhá. Phân chia cho nó rõ ràng nhiệm vụ từng người. Ơ sao người anh không cử động được thì đáp nào? Ơ. Anh rồi anh ơi. Anh bị đơ mẹ rồi, chắc là do là sự tất đắc thất bại thì là anh bị đơ mẹ rồi. Em vẫn order nhá. Anh bây giờ đéo cửa đâu nữa đây là thế nào? À để em đóng cửa cho khách đỡ vào thêm. Con game khốn nạn. Rồi. Tôi không bách skip được thì đéo nào. Không đóng cửa được rồi. Anh bị hỏng rồi, nó bị điên rồi. Các em ơi, cửa hàng thì hỏng. Một cheeseburger, một hamburger nhá. Ôi trời. Dũng ông bị đơ. Ôi anh em mình sửa tất lại. Đẹp thế mày. Được mà. Bảy liệt à? Ừ. không điều khiển được. Điên lên ấn luôn cho nhanh. Bực cơ mình. game free thì chúng ta chấp nhận cái lỗi vậy thôi anh em. Khi nào mà nó lên khoảng tầm 75k mới nó vấn đề khác. Bây giờ thì nó khó. Bây giờ anh giao việc nha. Thằng Đạt là đi phục vụ khách, xem khách nói order cái đồ gì. Sau khi khách order xong phổ biến lại cho mọi người. Đấy. Yên tâm đi. Tứ là lo việc là chặt cái bánh mì ra làm đôi và cho bánh mì vào trong để nướng qua cho nó chín. Okay. Thấy chưa? Hunter là chặt thịt và cho thịt vào để mà coi như là nướng thịt lên. Tất cả nướng xong anh sẽ là người sắp xếp cho thịt vào bên trong bánh mì. Đấy, xong thằng Đạt sẽ làm được cái việc là mang bánh mì ra, burger ra đặt vào trong chỗ khách ngồi. Nghe chưa?
Đấy. Yên tâm, ok. Ready đấy. Đặt phần bánh công mì công ăn việc thôi có à? Chuẩn chỉ luôn. Ok. Để em ra đón khách nhá. Đón khách này lên. Ôi dồi, đây nó chỉ có 3 món thôi em nhá. Đấy, chỉ có 3 món thôi nên là không vấn đề gì đâu. Thằng nào mà đòi hỏi 3 con là đéo phục vụ luôn em nhá. Bởi vì là trình độ mình bây giờ chỉ thể phục vụ được hamburger với cả cheeseburger thôi. Mình sẽ làm 2 hamburger và 1 cheeseburger nhá. Rồi, 2 hamburger, làm đi các em. Nhanh nào. Chứ đó sao em không... Nhanh nào, tập trung vào nào các bạn nào. Tập trung vào nào. Nhanh nào. Các bạn nhanh giúp mình cái đi nào. Đứng thi thôi. Rồi là chuột nó lên đây. Vậy hắn tên cầm kiểu gì đây? Không sao, để nhặt lên. Không sao anh ạ, nhặt lên. Cứ làm đi, cho. Trẻ ơi này. Nhanh nào, tất cả các bạn. Nhanh nào. Rồi, cho... Chó chuột này. Faster. À, chưa phải lấy đĩa đấy, chưa, anh là người sắp xếp mà em cứ xong em ăn nứa xong thịt chưa? Cháy, hắn tới phải, em đứng bếp, em chỉ đứng cửa bếp thôi. Em cứ đi quanh làm cái gì? Việc của em đứng bếp là chỉ có đứng bếp. Đồ vâng, chín vâng. Là em để ra đây, thịt chín chưa? Thịt chín rồi. Đấy, thịt chín rồi. Ok. Nhưng làm sao để nhét nó vào trong cái burger này được? Sao tay Hunter cứ bị run run hết? Rồi. Parkinson à? Tứ đã nướng bánh mì chưa? Dù em trẻ là cho ai nướng chứ em đâu có đứng bếp. Chẳng tờ nướng bánh mì chưa em? Đấy, em nướng rồi má. Nướng chưa? Tửa trên nướng chưa? Nướng hai phần đấy. Mà cái phần là phần nướng. À chết, còn quên chi. Ơ à, chết. Chi mang chi ở đây đặt vào cái bánh này. Phục vụ vị khách đầu tiên. À đây đúng rồi, phải nướng bánh. Nướng bánh, bánh vàng lên này. Vàng này tức là nướng rồi. Rồi, đặt cấm ra cho khách đây. Ok, em sẽ chịu trách nhiệm nướng nhá. Em sẽ chịu trách nhiệm nướng. Ơ, có chuột nó ăn cắp vô mai các anh được. Hình như là phải đặt cái này lên cái này. Nó mới sắp xếp thành món hay sao ấy. Chứ nó không làm sao mà bê được cả cái bánh burger được. Đây phải cầm cái đĩa lên chứ. Đây là cái đĩa đây. Đây đĩa đây. Đúng rồi. Không, nhìn Hunter phải nướng cái mà. Để thêm để anh trẻ vậy. Cái nướng rồi đúng không? Đó là theo thứ tự đấy. Nó phải theo thứ tự chứ không phải là cứ dựng đằng được. Đầu tiên là đưa lát bánh. Lát bánh đã nướng lên. Bánh chưa nướng à? Em sẽ đừng bánh cháy nhá. Mẹ rồi. Bánh ơi. Mình cháy nướng cái khác. Con cầm chuột ăn phải đồ cháy mẹ, cháy mẹ cả nó luôn kìa. Ờ đúng rồi, bánh nướng rồi nó phải màu vàng ượm như này chứ. Đây là ai? Đây là em nướng hết bánh này. Rồi, thịt. Đây. Thịt em sẽ nướng luôn. Rồi. Đĩa đây, cho vào đây. Cho một cái đầu bếp lát bánh lên trước. Đầu bếp Hunter sẽ nướng. Lát bánh lên trước này, xong rồi một cái miếng thịt, rồi lại một lát bánh nữa, là cái burger bình thường. Đặt lên đây. Xong rồi. Lát bánh, rồi lại thịt. Thịt. Rồi, cầm đĩa ra đi. Thế này là ăn được rồi. Mày, thằng nào order, thằng nào order hỏi nó xét thằng nào. Đây, anh áo xanh này là cheeseburger. Không, thằng này là hamburger thường. À, cheeseburger này, mày ăn cheeseburger đúng không? Đập chẳng. Ui, nó đập luôn. Ăn chẳng phết ấy. Cháy mẹ rồi. Này. Từ từ đã, hình như tao nghiệm ra một điều ấy sao ấy. Là mình đéo cần phải sắp xếp cái bánh burger nó chù với nhau đâu. Chỉ cần để đúng cái số những cái thứ đấy ở trên cái đĩa thôi là được. Là chúng thế khách đâu? Nó vẫn đớp. Ừ. Cứ để đủ lên thôi, đéo cần phải ừ. À. Anh phát hiện ra như thế thì hay sao ấy. Chúng nó vẫn đớp. Yên tâm đi. Đây cho nào. Để đấy bán cho nó ăn không anh? À, thằng này là burger thường. Đấy, bánh burger đây các bạn tự nhét thịt vào nhá. Ơ thằng burger đâu? Sao nhìn thấy thằng anh thằng burger? Đây nhá, đây em đang nướng một đống rồi đây, canh ra sắp xếp đi. Hamburger đây rồi. Đớp anh nhá. Đấy, vẫn đắp như thường. Ừ, đéo được rồi mày ơi. Đây, để em làm burger nhá. Không được rồi, bọn khách nó rất là láo nhá. Nó vẫn ăn nhưng mà sau đó bảo đây không phải là món order. Cái bọn bất dạy. Mày có trả tiền bố mày không? Không trả tiền được, không mày, trả tiền. Mày có trả tiền cho bố mày không? Đóng cửa à, thả chó anh ơi. Mày không có nút đấm đá. Mày trả tiền không? Để em được hết lên rồi nhá. Chi burger là chi này, rồi đến được thịt này. Được hết rồi. Chi đưa một miếng chi vào đây. Đây. Đây bỏ ra không đừng bỏ thịt ra đấy. Okay. Ai cười thế? Tưởng đây được rồi, thả lên đi. Đấy cũng được. Thịt. Thả cũng được, đéo được đâu. Ui đi. Đây. Cảm ơn em đi vô khổ quá. Thật đằng nào chả vào bụng, đéo hiểu cái kén chọn cái đéo gì biết nữa.
Thôi. Đặt tên đi. Chi. Chi. À, chi. Thôi thịt. Thịt. Mày một lát bánh nữa, một lát bánh nữa. Thằng nào ra khóa cửa hàng cho anh cái. Ăn tớ cháy bếp rồi kìa. Làm gì đây? Sao ông Dũng để cứ cho méo nhỉ? Mày chắc là để chuẩn đấy. Đấy mày để đi. Đấy. Ờ. Để đâu như này. Thế còn cái miếng ở trên đâu? Cái miếng ở trên đấy. Lấy cái miếng nào hướng rồi chứ. Chưa bằng trái phải bước đi được. Đấy. À kinh chứ. Được. Bây giờ sao nào? Đây ta xem thằng nào thằng cheeseburger. Đây. À không. Đây 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 đây. Đây 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 thằng này thằng áo vàng. Học đây, học đây. Ơ, nó bảo thức ăn rất ngon. Ờ. Đấy. Tiền. Thank you anh nhá. Tiền đâu? Giơ tay ra bảo đưa bảo tiền đi. Tiếp đi anh trai. Tiếp đi, tiếp cho em cái. Tiếp cho em cái. Còn 48 giây đây anh ơi. Con mẹ lại rơi vô cơ rồi. Tiếp em anh ơi. Tiếp em anh ơi. Ờ, cút rồi. Tiếp em. Cút rồi. Anh em trong bảy trọ vẫn đang xin nữa. Cái tiêu xin thế này. Không trả tiền à? Anh chờ anh ấy tiếp, anh ăn, anh xong anh lạnh lùng quá. Trong cái... Này có trả tiền hay không? Để bọn em đóng quán này anh ra. Cái tiêu xin thế này. Anh ra. Tiếp đi anh dài rồi, tiếp đi anh dài ơi. Giờ for what? Giờ lết. Mày nhớ, mày không trả tiền tao. Tao trong mặt anh ấy buồn lắm. Con bảy rồi đó. Không trả tiền bố mẹ lột cung được đi cung được game này cho chó chơi bạn chơi thì đéo được mẹ bố tìm chó chết rồi anh em đi mua mới bao năm sáu nhá bực cơ mình ông làm đơn giản mà có đơn giản không mà. Anh nhìn cái bảng cái nhiệm vụ là mỗi lần cần phải... đúng là con game free khác không phải con game 75.000 cứ mỗi lần xong trận là nó bị crash game. Ờ, làm ra đây là lý do Dũng rủ chơi con này. Cái áo ra chắc tí nữa bị đơ. Ừ, áo ra chắc. Ông Dũng áo ra chưa? Đây đây. Ừ, phải áo ra thật. Bố game mẹ. Free play nó không áp lực anh em, làm phải có áp lực chứ còn free play chơi muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi thì còn nước non gì. Không quan tâm ai chửi nó luôn đấy. Thật thì... Vào hết đi đây, thằng Đạt hết đi đây. Dạ, thằng Đạt hết đi đây. Đây, 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 bây giờ mới vào. Rồi. Không phải tutorial. Thế này là đủ biết chơi, tutorial gì, nó chỉ có như vậy thôi chứ. Đây, có tứ tổ đây, còn gì nữa, bây giờ làm như vừa rồi đi. Đấy, yệt như vừa rồi nhá. Chia đĩa ra, cầm bệt nhá. Hunter là cầm thịt thôi, Hunter đơ mẹ nó rồi. Thôi, tôi phải làm việc thay Hunter vậy. Đây bắt đầu nướng bánh nhá. Đấy. Nướng bánh vào. Em phải chặt bánh ra trước chứ. Đấy, bánh này bánh. Bánh phải chặt ra đây mới nướng em ơi. Nướng trước rồi chặt cũng được, không sao. Không nướng trước chặt cũng được. Nhưng nướng trước chặt làm sao mà nó chín cả hai mặt được. Em sẽ chịu trách nướng bánh. Làm sao em biết cái này nó chín rồi? Ờ nó màu đậm hơn đúng. Em cứ lứa lên hoặc là chặt. Chói vào đây nướng. Nhanh nào. Cho hết rồi. Còn nào? Cho. Hello các anh em. Hôm nay mùng 2 tháng 9 đến chơi quán, cảm ơn mọi người nhé. Đây, cắt ra. Cắt rồi. Em tặng đường nhá. Cắt ra, xếp ra đĩa đây. Xếp ra đĩa đây. Cắt rồi ạ. Thịt đây. Rồi, một cái đầu bánh nữa. Cắt. Nè, cầm cho cẩn thận. Lấy thịt đi em, Hunter. Đây. Làm khoảng mấy cái burger đây, Burger. Xem cho tao thằng nào ăn burger. Trong bốn thằng này thằng ăn burger. Chưa nói em không. Thằng áo màu gì? À được rồi. À hai thằng bên này một thằng áo màu hồng ăn burger. Rồi. Hồng ăn burger. Thịt à. Ăn đi anh. Ê, ui giời chức ăn rất ngon mẹ luôn. Rồi, đó là chi burger. Một hamburger nữa. Một hamburger nữa à? Một hamburger nữa. Ok. Đang lên. Ôi. Phụ nhanh nhá. Tí rồi. Nhanh nhá. Mục tiêu cuối năm là mua nhà mua ô tô nhá. Nhiều đấy. Một chiếc burger. Đâu, thằng nào ăn burger, thằng nào... Ê, con... từ. Thằng xanh bên ngoài, ăn burger nhá. Xanh lá cây á? Xanh lá cây bên ngoài. À đây. Mời anh,
phổi fantastic mẹ luôn. Đi rửa bát, thằng Đạt đi rửa bát. Tao đi rửa bát cũng được, tao đây là nghề cũ của tao. Tao rửa bát đây, Đạt làm việc nha. Yeah, tôi là khốn khổ, nó phải trốn cái nghề rửa bát đi làm streamer. Nếu là bây giờ đi rửa bát à, mẹ tránh tương, người ta còn đi rửa bát khổ quá. Mẹ đâu chứ. Lên thử đơn đi. Đời tôi cô liêu. Cần thêm một chiếc burger, một chiếc burger nữa. Lại rửa cái đĩa này, rửa đây. Khổ quá. Rửa xong rồi mang sang bên ngoài máy này nhé. Chiếc burger hả? Chiếc burger thì em có những gì em chọn đi này, nướng. Đây, ok. Rồi. Rồi đất kìa, tránh cái Hunter. Vâng. Hunter, người. Ok. Rồi. Một chi burger đã ra lò. Đó, tuyệt vời. Lần này là khắc bọt ngay, bọn tôi chơi cái khắc bọt ngay mà. Ôi, một thằng nó đòi ba con này ạ. Thái cút luôn. Ready order. Nói thẳng mặt luôn là bọn em đều phục vụ món phức tạp như vậy. Anh ăn đi ăn, đéo ăn thì... Ôi bên này là có hai thằng làm cái món, hai thằng đòi cheeseburger này. Đây. Cheeseburger đơn giản mà. Cheeseburger gì? Hai thằng đòi ba con. Hai thằng mà đòi đến ba con, mẹ bọn này kinh vậy, hai chứ ba. Hai thằng thì chỉ chơi hai con thôi. Ba mẹ... con thì nó chơi hai, nó hai biến thì ba con ạ. Một hamburger này. Đây, chia hamburger này. Rồi, đớp rồi. Đó đấy, ba con là phải hai cái rẻ thịt bò đấy nhá. Hai rẻ thịt bò ba chỉ ạ. Thằng nào đòi ba con á, nó là hai rẻ thịt bò ba chỉ ạ. Không ăn cắt bánh rồi ra à? Lướng bò ba chỉ đi Hunter. Bò ba chỉ á, em nướng hết rồi mà. Ở đây cắt ra. Anh em thấy cái game này nó đi ở chỗ nào, khách ăn nhanh đấu chịu được, đấu hiểu. Ăn xong rồi đòi ăn thêm. Nó phải có thời gian, ừ. Ăn như lợn. Hết ba chỉ của anh ơi, hết ba chỉ rồi. Lớn lên. Ôi, sắp hiểu gì đây? Dạ. Sao lại ba chỉ là thế nào? Ba chỉ bò kìa, ba chỉ bò miếng à? Cái đấy là thịt nguội thôi chứ ba chỉ đéo gì? Sao lại có chân đâu này? Nó có ba khúc kìa. Rồi. Có thể chuẩn súng rác anh ơi. Ok, xem con thằng nào đòi ăn gì nữa nào? Đây rồi, hamburger đây rồi. Đớp đi anh. Tuyệt vời. Ba con cheeseburger. Ba con chim. Có đâu ai đòi hamburger đâu? À cánh ơi, vứt chuột ở thùng rác là nó biến mất luôn. Mình rơi món ăn ra thì nó mới gì mà, không thoải mái đi. Ủa, cái này đã nướng đéo à, đúng rồi. Rồi đầu bếp là đã xong nhiệm vụ là chế biến đồ ăn nhé. Ok để anh. Bánh mì kia là bao gồm có 2 3 con. Ôi giời ơi, một cái ở trên xong rồi 2 cái 3 con. Xong thế rồi là... mới đến thịt. Hai cái ba đến con mẹ. Xong lại chi xong mới đến thịt. Thế rồi anh ơi, hết thịt đến... kia rồi, phải bắt mấy con chuột kia làm thịt thôi anh ơi. Vào order cho mấy trăm mấy bảy, vào order máy tính bên trong. À vào order. Ừ. Order. Hiện tại là chúng ta đã làm được 95 đô em ạ. 95 đô rồi. Mua đồ ở trong đi. Mua gì? Thiếu cái gì thì mua cái đấy nhanh lên. Thịt đấy à, cái lát thịt cho chó ăn à. Cho chó ăn thế. Rồi. Mua rồi đấy. Chúng nó ship được chưa? Biết. Đợi ra ngoài xem. Đây rồi, hamburger này rồi. Kìa, xe auto đến kìa, ra hàng kìa. Lớp gì anh? Ủa. Đấy, ra lấy đồ đấy. Làm ăn rất nghiêm túc. Ra mê đồ vào Hunter ơi. Đấy, đã đẹp cho vào. Đây, có hộp bên này. Hết bánh rồi. Đây. Order bánh đi. Ờ, order ở đâu à? Order trong cái máy tính ở trong nhà ấy. Ở cái trong đây, trong cái order đây. Đâu, máy tính ở trong buồng ấy. À, đây. Chứ em tưởng là máy tính. Em tưởng máy tính đây chỉ để xem sách à? Máy tính đấy để order đồ đây. Ờ, thì quá là thấy anh đạp vào cầm một cái... Úi dồi ôi, cái xe. nhặt từng miếng thịt để đem vào. Thì làm nào được. Đã bị hàng anh ơi. Rồi. Thằng nào ăn cheeseburger? Đây rồi. Anh này đúng không? Ơ đi, ôi. Sao đây không phải là thứ mày ăn là thế nào? Ôi giời, bán nhầm cho khách là lỗ tập. Lỗ ra là tập là lỗ đó anh ơi. Ôi. Khổ quá. Cộng 22,5p. Ủa?
Nhưng mà là mình thua à? Thừa bánh à? Ừ, nhưng để sai thứ tự hay sao? Để xem nó có cái tính năng cúc óp hay là cái gì. Bách đã. Cúc óp. Vậy chờ. À, Hunter. Rồi. Nó có một tính năng là cúc óp. Ô cái này là con này là thi với nhau này em ơi, cái này hay này. Bố anh em mình sẽ thi với nhau. Xem ai được đúng nhiều rồi. Tiền hơn. Được đấy, đúng cái này mới hay chứ. Vẹo đúng rồi. Vua đầu bếp, vua đầu bếp. Vâng, vua đầu bếp. Vua đầu bếp, vua đầu bếp. Chương trình vua đầu bếp mùa thứ nhất. Được đấy. Đây là cứ bảo là bọn tôi ai cũng nấu thật, ăn ngon ai bây giờ cũng chẳng biết là lỗi tại ai mà lại như vậy. Bây giờ là sẽ lộ ra luôn ai là người nấu ăn kém nhất đây này. Ừ. Đâu rồi, còn ai tư chưa vào à? Em đi rồi. Đây anh vừa mời đấy. Là mỗi người một quán à? Mỗi người một bàn, giống như là em thi MasterChef ấy. À. Ừ, nấu xem thằng nào kiếm được nhiều tiền nhất, chứng tỏ là nấu giỏi nhất chứ sao nữa. Em nào? Không được chết hả? 3, 2, 1. Thế nào vẫn đợi. À đây. Rồi, MasterChef thật đấy. Ôi ôi, MasterChef thật đấy. Quá bố đời. Nhưng mà đây là nấu món gì? Hamburger đầu tiên. À, MasterChef về quen rồi. Hamburger. Chi hamburger đầu tiên em ơi, nhầm. Chi hamburger á? Ừ. Cái sao? Sao lâu chín chứ à? Đạt cháy mẹ rồi. Sao lâu chín thế? À được. Ừ, mọi khi nó lâu, nó nhanh chín lắm cơ mà. Cheeseburger đúng không? Sao các anh cảm giác như nó... Ui, nó đen mẹ nó rồi! Thế đéo nó nhỉ? Ủa anh xem nó hiện là món cần nấu ở đâu đấy? Anh biết đâu được, anh đoán thế. À nó... Chắc anh nó ghi ở bên anh thôi. Chỉ có bên anh là nó ghi món thôi. Ê. Người tạo phòng nó mới ghi món. Cheeseburger hả anh? Ừ. Ui dồi. Sao nó ra để biết là cái bánh mì nó chín nhở? À rồi, chín rồi. Rồi. Ủa bên em là hamburger mà. Đâu chim em. Hamburger là nó mặc định nó để thế thôi. Đây à. Xịt không được nhỉ. Ừ. Từ cháy mẹ rồi. Con vẻ. Xin đéo nào. Ơ sao mất mẹ cái chảo ơi. Nó còn đấy thôi. Ôi à, đưa đâu để xong. Đéo là gì. Ôi ôi, vẫn chưa ai đã xong một đĩa rồi. Ừ, thằng Đạt nó làm nó chơi. Ôi, nó chơi hack hay sao ấy, thằng mất dây. Mua đầu bếp rồi. Chơi hack ạ. À. Mua đầu bếp mùa 1-7 cho. Xong từ 8 đời rồi. Ê, hóa ra là cái này nó chưa chín à? Ô, tiền sư. Ôi, chết rồi, bét rồi. Ui, mà sao để trên đĩa nó bốc cháy vậy? Ừ. Không biết khi nào nó mới chín. Mẹ nó chứ. Đổi màu là chín đúng không? Vâng, đổi màu là chín. Ô, tiền sư. Quên đây. Ui, vậy là còn phải xíu này cái nữa. Cái này còn phải chặt nữa à? Quên mất, mình mẹ toàn bếp trưởng bao giờ làm việc này bao giờ đéo đâu, khổ. Rồi. Rồi, nhẹ nhàng. Kinh quá. Nhưng sao tao nó cứ trả lại tao đồ thì đéo nào nhỉ? Cheeseburger. Hay là mình bị sai? Rồi, xong một đĩa đem đâu canh? Hả? Thả được xuống đất. Dưới chỗ ấy, đất chân đấy mày. Ơi đi vào cái sách đâu? Rồi, hay quá. Ơ cái gì đấy? Sao mày chuyện mày chọn?
Ôi. Em đặt nhầm sang bên nó rồi. Em đặt sang bên anh à? Cảm ơn. Anh em tìm, anh em tìm. Ừ. Cô đã tới nhá. Anh ta khổ quá. Anh ơi kìa. Con mẹ. Anh em mình cùng team có khổ tôi không cơ chứ lại. Cùng team nhưng mà tiền nó lấy tiền lương, tiền đấy lấy con em đều có lương. Ơ bạn đâu phát ra con tiền rồi đấy. Ui. Thôi. Anh em biết ai là đầu bếp giỏi nhất chưa? Trời ơi, chúng ta. Rồi các em cố gắng nhé. Nhẹ nhàng. Không biết luôn. Ai về nhì đây? Em. Đặt cuối cùng hơn với Hunter à? Hay là thua cả Hunter? Ui. Em về về nhì mà. Em lại về. Lại về nhì. Vần. Lại này, lần này là không có nói nhiều đâu nhá, là biết rồi đấy. Thằng nào lần này bét là phải go nhá. Nhiều đấy. Ok rồi. À không, để cho coi như là căng thẳng thì là chỉ có thằng nhất là không phải go, còn ba thằng thua là phải go. Chơi nó phải có sức ép, chơi nó mới vui chứ còn không thì... Hunter. Sao lại hiện bảy trọ? Ai cho mình cùng team đấy? Chiều vai này. Nhanh đi ra. Ủa, sao phòng nào đây? Phòng nghỉ chuẩn bị vào em. Đấy, bây giờ bắt đầu. Ơ, đấy, có phải hot dog à đâu mà cái công thức là cái gì? À, hot dog là nghỉ của em rồi. Hot dog công thức là gì? Chết mẹ thật. Điều ai biết. Thằng nào cũng không thích là gì nhưng mà cứ mẹ cắm đầu cổ vào làm, nếu hiểu. Đã biết công thức thật. Thì tao biết là gì đây? Ở đó công thức là gì đây? Cái gì? Ai biết? Anh biết thì đéo được. À, hộp đó. Đéo chứ này. Em bị lỗi của mẹ rồi. Sao? Em bị lỗi của mẹ rồi. Lỗi cái gì? Cái viên thịt bánh này nó dở trên khung trung mà, nhưng mà nó cứ cháy quá. Ừ, bị cháy. Cay quá. Hot dog à? Thế này được chưa nhỉ? Hot dog không có phô mai các anh nhỉ? Hot dog có phô mai không em? Ai biết? Ai biết? Mày chú hiểu. Đây có làm cái đồ nào đâu? Thật đời đã bao giờ ăn hot dog không? Đéo ai biết hot dog là như thế nào? Ấy là đi ăn thứ là được một cái rồi kìa. Mẹ đấy. Đi ăn sang nhất team mà. Từ có từ ăn rồi. Hot dog ăn thế nào đấy? Từ ăn hot dog rồi em. Em mới đi ăn xong. À. Rồi, bố tiên sư. Tao cũng được rồi. À. Hay quá. Kinh phết nhở, Hunter thôi, cũng thôi lại đặt bét mẹ rồi gì nữa. Bét hot dog là gì? Khổ quá. Nhìn trộm công thức để anh qua bên khác họ học hỏi công thức rồi. Ừ. Ủa đi... cái gì chết burger à? Đi một ngày đang học một sáng tới cẩn thận đặt nhầm sang bên ô của anh ấy được nhá. Đấy em lại... Lúc đấy là anh không đền đâu, anh nói trước ấy. Đéo ơi, sao cái này bây giờ nó đéo bếp này, giờ nó đéo ấy nữa là thế nào? À đây. Thịt kẹp xúc. Ở đây con mày cháy mẹ nó rồi. Đéo mày là thịt kẹp xúc rồi, bầu đuôi. Thịt kẹp xúc xích làm sao mà ra được hamburger, được hot dog phải bị điên à Đạt? Hiểu thì thằng này. Em biết đâu. Hot dog là cái hamburger, cái chi ấy, nó bọc ngoài hamburger, à chi nó bọc ngoài xúc xích. Chỉ cần chi với lại xúc xích thôi là được. Chảy mẹ cái này rồi. Hay quá. Khổ thân tôi quá, này thì vỡ mồm rồi. Đéo phải. Sao em bê ra ngoài rồi mà chỗ em nó vẫn cháy là như nào?
thì đéo được. Con mẹ lên đĩa rồi vẫn cháy. Con kê mẹ mày phở đi. À, là tì. Đạt vẫn còn đang xịt. Khổ. Bắt được chép. Go go. Đề nghị thực hiện nha. Hunter thực hiện em. Trốn à. Go go. Game dễ à. Mẹ. Thế nó đau với cháu không cái chữ đấy. Cái gì đó là có 3 món à. Ừ nó chỉ còn có 3 thôi. 4 chứ. 3. Cảm ơn anh em Animo nhá. Nó hamburger, cheeseburger hết. Ừ. Đời, sau đây là nhiều. Ba anh em mình phục vụ với nhà hàng kia chắc là vèo hay xong á. Ờ đã tự tin để quay lại nhà hàng chưa? Sau một khoảng thời gian coi như là đi tầm dư học đạo và luyện tập, các em đã tự tin để chúng ta start up lại chưa? Được rồi. Chúng ta lại nha. Lần này bọn tôi bảo thật với anh em luôn là cửa nhà hàng sẽ nổi tiếng nhất cái Hà Nội này luôn, không nói nhiều. Nói đi đi các em. Toàn các đầu bếp đã từng vô địch MasterChef đến đây. Vô địch rồi, cựu vô địch rồi, những người được mời nó phải khác. Tháng 7 chọn đây đi nè. Rồi. Nhưng mà cái này nó mục tiêu của nó chả thấy nó ghi mục tiêu là cái gì nhỉ? À 15 à? À mục tiêu là phục vụ được 15 khách hàng. Đúng rồi. Cứ 15 khách hàng là ok. Đã đó được món đi anh mang món nha. Đây. Chu 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 chu. Chu 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 chu. Ba con cheeseburger. Ba con cheeseburger và một hamburger. Anh để ba bacon và một hamburger thường. Đây đang gì đây? Úi giời. Hunter cứ cho bánh ra được nhá, anh cho bánh vào, Hunter cho bánh ra nhá. Vâng. Nướng hết. Rồi, đã đĩa dần này. Nào, đó tranh. Hunter cho bánh ra nhá. Vâng. Burger của anh này, hamburger của anh này này. Rồi. Nhập được đứa anh cục bị tiêu của bạn mày mà, cái thằng cái gì này. Đây? Đồ của bạn nó ăn mẹ nó luôn, là thằng mất dây ăn tham như chó. Đơm bóng cho CR7 sút mẹ về chân nội bạn ạ. À. Đéo hiểu. Còng lưng ra. Rồi. Thằng cái đó ăn chay, thằng mất dây. Ôn bóng thế. Ăn phải biết nhìn chứ. Mày có thấy tao đưa cho cái gì cũng đớp à? Bố tiên sư. Hai cái thịt nguội nhá. Một cái này phải hai cái thịt nguội đấy. Lên chút này em thì sắp ra đấy rồi. Ba con là phải hai cái thịt nguội đấy nhá. Rồi. Cắt bánh coi. Cắt bánh. Cái con mẹ. Đây rồi. nhà. Ba con đâu? Em không nướng ba con lên à. Nướng thịt nguội đi Hunter. Phải thịt chưa. Đấy đã thừa đấy, nướng đây. Nướng thịt nguội đi, bọn kia ba thằng liền gọi nhanh, phục vụ nhanh lượt này. Rồi. Thịt nguội này. Thịt nguội đây. Thịt nguội chín tốt. Để ra đất kìa, Đứng hết. Hai miếng thịt nguội, một cái bánh là hai miếng thịt nguội nhá. Mẹ. Đâu, xong chưa đây, mang ra cho các anh ấy nào. Tiếc. Trời, xong chưa? Cái chỗ này nó làm ngu không tả được. Bảy chuồn dứt điểm kết liễu không được, làm móng không được à. Nó sắp ba xếp chị. Nó khó. Đấy. Ba miếng thịt nguội đúng không anh? Hay là hai? Hai. Một cái bánh mì lên đây. Đâu để em cho lên xuống. Phải chi nào, phải có cái này nữa này. Ở đây. Rồi. Ok. Đây. Nhập hàng á, nó thử á. Ông yên tâm đi, em không phải bánh chuột. Này chắc là vẫn ok đấy. Đấy, anh ăn qua luôn. Cái gì? Rồi. Anh đề đớp cho em nhá, tránh được. Đớp đi anh. Rồi, ui giời, 90 đô gầy. Em rửa bát chưa? À, tiếp tục lại 3 bacon hamburger và 1 hamburger thường. Cái này thì giờ mình phải order, phục vụ luôn 1 hamburger thường luôn. Cái này tráng qua nhá, không cần phải rửa sạch đâu. Tráng, ừ. Rồi, ăn đi anh, tốt.
Anh em đang gọi quản lý thị trường, gọi luôn 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 tầm đầy. Ôi cái đĩa này dưới đất thì chắc vẫn sạch rồi, không sao đâu. Lo đâu. Lo đâu. Ba con ấy đây này, ba con này, ba người gọi ba con xin bằng. Xe đấy, ô xe quản lý thị trường các anh ơi. Có phải ư? Xe quản lý thị trường à? Đến đây hàng, đến đây hàng. Ba con chỉ có đi mua thêm mấy cái hả? Hết mẹ ba con rồi. Đây em mang vào đây, em mang vào. Đây cho lên nướng luôn nhá. À, có một cheeseburger thường. Thì gọi này. Có một cheeseburger thôi thì được. Làm. Từ, từ, cái này không phải. Nó lấy cái miếng chia đây. Dập lên đổ vào luôn anh. Từ, nó không bị cháy đâu, nó bị cháy đó. Rồi. Cho đổ ra anh tơ. Nhặt bỏ tủ lạnh đi, nhặt bỏ tủ lạnh bớt đi. À này nhá. Rồi, quá đẹp mẹ luôn. Không nhặt được. Nhặt được. Càng nhiều cheeseburger ba con càng tốt nhé. Có một cái lá không nhặt được này. Hunter, cầm cho vào đây. Cầm cho anh. Úi. Cháy rồi. Đừng lại cháy. Trời ơi. Cái đấy bị lá không nhặt được. Đấy bị lá không nhặt được. Bị cháy hết nhá. Rồi. Cháy hết rồi. Thế này là được rồi. Đá đủ. Đủ. Ngon. Tuyệt vời luôn. Ở như vừa đang cháy kìa anh kìa. Đứa vừa thôi. Quá là cháy kìa. Đây, chỗ này nướng, này, dưới đây này. Nướng một lúc một ít thôi. Ôi dồi, cái người vào vừa thôi, mày không thấy là bọn tao đang nấu ăn à? Đi quán khác đi. Ở đây có đến 4 cheeseburger làm nhanh được nhá, 4 cheeseburger làm nhanh được nhá. Mình tập trung vào những cái mà có thể làm nhanh được, 4 cheeseburger. Đây, xong hết rồi. Thì là rất dễ thôi. Thì cháy con này. Không sao. Không vấn đề gì. Hunter có một việc nướng mà sao có để cháy đấy Hunter. Em nướng từ từ thôi, không phải vội đâu. Đi. Em lấy thịt ra đi. Con này sao lắm đâu, thúng này. Cái nào chín rồi em cái nào chín rồi em cứ ném ra bên ngoài cho anh. Vâng. Cứ gì cái ném ra ngoài Hunter. Không nào, có rồi vứt ra ngoài. Rồi. Mời anh mẹ luôn. Xong. Rồi. Được mà, không lẽ mẹ 15 thằng lại không được nghe. Thịt đâu rồi? Sao dưới này rồi mà thịt vẫn cháy ra thịt đâu? Rồi. Ôi chết. Đấy thì đấy. Rồi, tốt. Được bao nhiêu khách của em ơi, xem anh được bao nhiêu khách rồi, tới giờ mình phục vụ bao khách rồi. Ai biết. Nhìn cái bảng ấy sao kia. Ôi ai dốc cả cả. Mẹ cũng à. Ui. Dốc trò nhanh thôi, các anh ấy đi về sớm thế anh. Anh lướng rồi. Rồi. Bao nhiêu khách rồi. Không biết. 11 rồi, 4 tháng nữa thôi là được. 4 tháng nữa thôi là cửa hàng sống rồi các em ơi. Cố lên, tập trung với thằng burger, thằng nào ra xe bọn anh xem có thằng nào đặt burger không? Để phục vụ thằng đấy cho nhanh. Có thằng nào burger thường không? Burger thường. Đây. Thằng mặc áo đâu gì? Ghi. Đây, ok. Đâu, đấy là đen chứ ghi à? Bậy đéo hiểu đấy mà ghi. Rồi, tốt. Bây giờ là tập trung hết vào cheeseburger cho anh. Nhặt được, em nhặt được lá. Tập trung hết vào cheeseburger cho anh. Tập trung tất cả vào cheeseburger cho anh. Chỉ cần cheeseburger thôi. À chi thì phải cắt ra. Đâu dao cắt chi. Ba thằng nữa thôi là được, cố lên. Dao cắt chi mà. Cắt chi anh. Chi. Đây chi cho miếng chi vào. Chi nhiều lắm. Rồi, được một đĩa rồi anh. Rồi. Chi burger rồi, hai thằng nữa thôi là được. Vứt bẹ đĩa đi, tầm này thì cái này nó chặt đĩa đéo đâu mà đấy vào. Cắt ra chưa? Hunter em không biết sắp xếp thì em hãy đi vào trong kia nướng đi. Cái này em không có em chưa có kinh nghiệm về việc gì rồi. Thịt đâu? Hunter lag mẹ rồi. Thịt hết mẹ thịt rồi. Thịt thường cái thịt đéo gì.
thường á. Ăn mùi chấm rồi. Lốn rồi, còn hai đứa nữa. Đây. Ăn mùi chấm lốn rồi. Order đi. Đéo có đủ tiền đâu. Kịp rồi. Tôi hỏi kêu kẹt tiền 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2... Ơ, sao mà nãy giờ mới 11 thì đã rồi nhỉ? Đéo việc phục vụ được có 4 người? Hả? Thế từ đầu đến giờ mình phục vụ được có 4 người à? Cái đéo gì đây? What the fuck is this shit? Ôi sao lại cháy rồi? Con mẹ... 4 người, tức là ông Dũng mang nhầm cho bao nhiêu người rồi? Nó tính theo bàn, mẹ chứ đéo phải là người. Thế thì con game về cho chó chơi à? 11 cái, 15 cái bàn bọn đây rồ à? Ôi ôi, mẹ, con game này rồ rồi. Đéo có thằng nào trên thế giới này có thể chơi được. Mẹ, để mà được từ đấy luôn, nói luôn một câu để cho nhanh. À, phải hết một bàn rồi mới tính khách à? Chắc là anh phải tức là phải hết hết một bàn xong hết đã. Ừ, hết một bàn mới được cộng 4 đúng không? Đúng rồi. Được. Lại coi. Hunter nhá, lần này em chú ý nhá, không để cháy chọi lại. Con này con gì vậy? Từ thôi em ạ, từ thôi. Cứ sau một bàn nó lại cộng thời gian cho mình. Tức là mình cần phải được 4 bàn. Phục vụ được 4 bàn là mình sẽ thắng. Xong vào được. Xong vào được. Ừ, thoát ra bạn lại. Yeah, đây anh tạo lại. Không cần sắp xếp đâu, đặt đại đi. Đặt đại là thế nào? Đại gia nó bảo đây không phải là thứ tao đặt đi chứ. Tôi đã thử rồi. Đã định là chỉ cần đặt mấy cái thứ đấy lên đĩa thôi, chứ mà không đặt lên là nó bảo ngay là thứ này tao đéo đặt, khổ lắm. Sao không vào được, không vào được. Từ ai đó, từ ai. Đây rồi. Lúc đấy là làm thiếu à? À đấy, để thiếu bánh à? Ờ thế thì có thể là như vậy đấy. Mình chỉ cần đặt đủ thứ đấy lên trên đĩa thôi là mình mang làm vứt ra luôn. Không phải đặt lên trên nhau làm đéo gì cả thì chắc là được ấy. Thử xem. Không được đâu, bởi vì nếu không thì trong sách hướng dẫn nó đã không có cái trò theo thứ tự. Trong sách hướng dẫn nó có theo thứ tự mà. Ờ, không cần theo thứ tự đâu, nhưng cứ đủ là được. Không thứ tự đâu, nhưng ý là cứ vứt lên trên đĩa thôi. Không cần phải gì hết. Để thử test xem nó như thế nào là biết ngay. Ờ, mà nếu mà game free chắc... Ừ, game free đéo làm chi tiết để thế đâu. Chứ làm sao nếu mà làm trình tự thì nó phải cho đè lên nhau luôn cơ. Nó, không, nó nếu mà nó đi trình tự nó phải giá khoảng tầm 75k là ít. Chứ còn cái con... Ok. Không có gì như này đi, làm sao mà... Lớn luôn thịt đi ra về. Ôi trời ơi. À, nướng sữa trước không cắt nữa được không anh chứ nhỉ? Được, thoải mái mà. Okay. Cứ từ từ thôi Hunter ơi, thế thôi được rồi đấy. Thôi rồi. em 3 bacon, 3 bacon và 1 cheeseburger. Bacon, 3 bacon và 1 cheeseburger, bây giờ mình sẽ phục vụ đủ bàn xong mình mới sang bàn khác nhá, chứ không kiểu ấy nhá. Đây để xét đĩa nha. Bacon là cần thịt nguội, thịt giải đúng không? Ừ, 1 cheese hamburger. Cứ nướng sẵn mấy thịt nguội nhá. Cứ nướng đi em, chắc chắn là thịt... Nhặt ra đi. Ba cần là món nhiều mà. Nhặt luôn. Đấy, cứ xếp vào. Nhặt hết một lượt sau rồi. Cứ xếp vào thôi, chỉ cần phải thứ tự đéo hết. Mang ra nào, đây mang ra nhá. Đủ chưa? Đủ đéo mới vào mà tự làm, còn đủ đến đợi. Cái phải cắt bánh ra nhá, tất cả là phải trải qua quy trình là cắt bánh trước. À đúng rồi, cứ cho lên thôi, kể cả là tung tóe lại trên đĩa cũng được. Thank you anh em nhá, tuyệt vời luôn. Đúng rồi, thu tuế không biết tính mà anh. Ừ. Thằng đặt vào, tay vào là mẹ đi. Đã cứ vứt đường đi. Lên trên đấy thôi, nếu có phải nói nhiều. Ơ đi, cái này lắc rồi. À, đi. Khách tự sắp xếp mà đớp. Rồi. Rồi. Này thì game dễ mà. Cái món burger của bọn Tây nó cũng chỉ thế mà. Nó được rồi, không được nhá. Nếu mà đặt lên là nó bảo không được luôn hay sao? À, thiếu thịt à? Ờ đúng rồi, phần đấy mình thiếu thịt. Bảo sao this... mày... Anh bán thế là lỗ đó. Ê, lỗ gì? Lỗ anh bù. Chịu. Tôn bóng thế. Sao cái miếng này nó bỏ ra bên ngoài rồi mà nó vẫn mẹ... Nó vẫn tiếp tục cháy ra gì đó vậy? Có nhiều bánh rơi ở ngoài đường ấy kìa.
nhặt vào nhá, để em chặt lại. Ờ, thế này là một khi mình đã fail một bàn là mình phải sang bàn khác luôn em ạ. Hay sao ấy, không biết là có tính không? Tôi cứ phục vụ cả 4 thằng ấy xem là có tính không? Không có thì mẹ vỡ mõm à? Em được hết thịt à? Yes. Em ơi, thịt nguội em ơi, order thịt nguội đi em ơi. Đây, thịt nguội rồi. Hết thịt nguội rồi. Hết đồ rồi. Order cần thêm một thịt nguội. Cắt. Order rồi. Nhăn bánh kìa, chặt bánh kìa. Không về. Không sao, ok rồi đấy. Xe có lấy thị trường đến chưa? Úi dồi ôi, cắt. Xe đến ở đằng nào đấy, trước hay sau đấy? Sau à? Sau. Hình như cái bánh này, bên cái này. Thịt nguội về này. Tao đổ hết vào luôn. Đối vào luôn. Từ từ đâu không cháy kìa. Cái đĩa này có thiếu một miếng thịt nguội đúng không? Ờ. Cho một miếng thịt nguội sang và gì thôi là xong. Được rồi, thịt nguội đâu hết rồi, okay. Trong này thịt nguội đâu rồi? Vừa mới đặt mua về mà. Em để trong đây rồi. Ui, cho vào luôn trong kia luôn. Lấy. Cho vào luôn. Ờ xong lấy ra được. Đặt từng cái cho vào này. Dạ. Cái nào cũng cần hai cái bánh đúng không? Đúng rồi. Sao không lấy được? Cái nào cần hai cái bánh, cái nào cũng cho hai cái bánh vào đi. Rồi, ba khách hàng đầu tiên. Mình cần 15 thằng đúng không? Ok. Rồi, tiếp theo là đến cái bàn trong đó nhá. Một bacon, hai hamburger và một bacon. Hai hamburger làm rất nhanh thôi. Hamburger xong một đĩa hamburger là các anh ơi. Rồi. Đây, đây một đĩa hamburger đây nữa luôn này. Đây một đĩa hamburger đây nữa luôn này. Ơi, để ý nướng em nướng đi, em cứ để ý nướng thôi. Để anh giúp anh sắp xếp. Được, em rồi. Nướng không cháy bây giờ kìa. Có hết đồ rồi. Em nướng đi. À đây rồi em có thêm một. Hamburger nữa này. Rồi, tót. Còn một thằng bacon. Bánh mì nhá, cách đặt thêm bánh mì đây. Một thằng bacon nhá. Ăn đặt bánh mì nhá. Disco. Ơ đi, sao lại lag không cầm được nhờ? Lag không cầm được. Ai chưởng. Ôi thôi để anh lưới ra. Vâng, anh lưới đây. Bình tĩnh các em. Ra xe lấy đồ ăn đi. Lần này mình chắc chắn qua rồi. Đồ ăn này. Yên tâm đi các em. Để đặt thêm bánh mì nhá. Drop the white boy. Ok, CD. Rồi xong rồi, bàn tiếp theo nhá, mình đã có được 6 khách rồi. Tiếp theo bàn này một hamburger, một cheese, một bacon. Đấy rồi. Đấy, đớp của em cái. Tốt. Hết bánh rồi kìa, được order bánh đi đặt đây. Đây bây giờ nó order rồi. Một cheese, một bacon. Đi ra đi anh lưới cho ăn tôi. Để em ra em order đồ đi. Order bánh rồi nhá. Đang mang máy vào nhá. Ui. Rồi. Đây là đồ rip phải lìn luôn. Đấy, có bánh mì ở ngoài kia đúng không anh? Ơ cái con mẹ. Thế thật là mày ăn cái gì vậy mày? À đây bánh mì rồi. Hàn Tư nhặt cái đầu tiên này cho anh này. Nhặt cái đầu tiên kìa. Chi bơ. Lại thiếu bánh à? Ôi ôi khổ, tốc độ làm việc kinh quá cho nên nó quên. Ờ nướng thêm bánh các ơi. Hết rồi, bánh này mang vào này. Oanh em cam thẩm khổ. Đời cô liêu. Làm đéo ngẩng được nổi cái mặt lên. Vâng rồi. Còn một cheeseburger nhá, một cheeseburger. Đang nướng bánh ơi. Được rồi, hamburger bacon. Để vứt về cái này thế này thì bánh không cứa ra nó có tính không nhở? Phải cứa anh ơi, phải cứa ra thì nó mới lên ra. Cứa trong tính đâu. Đây này.
Ê, đây này. À, từ từ, cái này là... Từ từ, cái này mang ra cho thằng khác đi. Thằng này đúng không? Đây, của mày đây. Một tree vào đây. Tree, chuẩn bị hết chi rồi nhá. Đặt chi đi. Ở đặt chi đúng không? Ôi, con chuột nó cầm bánh kìa. Rồi. Bộ lá bố xiên đấy. Thằng này ăn đúng không? Chi của mày đây. Rồi. Còn 90 giây. Thoải mái mà. Bao nhiêu khách rồi em? Chi đến, chi. Bao nhiêu khách rồi em ơi? Mình làm okay, được bao nhiêu khách rồi em ơi? Vừa lại có thêm khách mới vào kìa. Kệ mẹ nó. Thì phải ăn gì ăn làm thế? Để em tắt chi cho. Cái disket con. Anh hơi hậu đậu nhá. Nó lại còn bung cái này lên nó khổ thân anh. Ờ trong này có kẹp chuột này. Rồi. Bây giờ mới để ý có kẹp chuột này. Ôi thử cho khách ăn kẹp chuột xem. Lại kẹp chuột. Cho khách ăn kẹp chuột. Bẫy chuột. Rồi. Chui. Rồi. Đi đạt. Ba khách tiếp theo rất nhẹ nhàng. Thì một bàn cuối cùng nữa là ok đấy. Cheeseburger, hamburger, bacon. Rồi, thế thì làm bàn này đi. Hai cheeseburger, một hamburger. Thì. Ôi trời, sao không nhặt được miếng thịt lên nhỉ? Lỗi này em ơi, lỗi. Thằng Đạt làm luôn một cái cheeseburger đi, lâu thế. Đây, một cái cheeseburger. Rồi, tốt. Chưa? Rồi. Nhớ nữa thì cố lên nhá. Còn một cheeseburger nữa. Ok, một cheeseburger. Rồi, em một cheeseburger nữa, nhanh. Cheeseburger đây. Đây. Đây là burger thôi, còn cái chi nữa. Đây, chi đây, rồi. Rồi, tốt. Rồi, còn một bacon là ok. Một bacon nữa thôi là mình thắng rồi, em ơi, cố lên một bacon nữa thôi nhá. Bacon là cái gì? Bacon là thịt nướng đấy. Hai cái. Hai bánh, hai thịt nguội, một chi. Đây, hai thịt nguội rồi. Thịt đâu? Thịt thường đâu? À đi, thịt thường rồi. À đây, thịt thường đây, thịt thường đây, bay qua vẫn còn một thịt thường. Một nửa bánh nữa. Rồi, cầm. Rồi. Hay quá. Rồi, được chưa? Đủ chưa? Thôi cứ cho an toàn, cứ tiếp đi. Vẫn còn 120 giây kìa anh ơi. Nó lại tăng mà cứ mỗi lần. Ơ, sao bây giờ mới được có 2 bàn thì đéo nào, hình như là đầy đủ bàn nó mới tính cây dao em ạ. Anh cứ phục vụ đi. Sao mới được có 2 bàn? Rồi, cứ tiếp tục phục vụ nhá. Thế bây giờ gọi thịt. Anh gọi đi. Gọi thịt. Có xem anh ra xem là cái họ cần gì? Còn 2 khách à? 2 khách. À, còn 2 khách. Được, thế được rồi. Để xem cái bàn này xem nào. 2 hamburger và 2 cheeseburger. Rất dễ thôi. 2 hamburger và 2 cheeseburger. Dễ nhất trong tất cả các loại luôn. Ừ, là mình thắng rồi. 2 hamburger này. Ừ, 2 hamburger và 2... Thịt nướng. Thịt nhanh. Chết rồi. Là đủ thôi. 2 hamburger và 2 cheeseburger. Đây là thịt nguội rồi. Ơ, thịt nguội. Đây, thịt nướng. Tốt. Anh ơi, không biết kiểu không? Nhanh ơi! Thịt nướng đâu? Này. Đây, cầm vào đây. Bánh mì vào đây. Thịt nhá, nhớ thịt nhá, vẫn còn cần thịt nữa nhá. Đó, thịt nướng. Cho thịt lên nướng luôn đi. Đó, thịt nướng. Ơ, sao là bánh mì? Bánh mì cần thịt đây này. Đây này. Bị cái mẹ gì vậy? 4 bánh mì, 4 thịt cho anh. 4 bánh mì à? Đây để em xem đĩa luôn nhá. Đây là 4 đĩa luôn rồi đây này. Anh cắt ra. Một thịt đây luôn, một thịt đã chín đây luôn. Ok, tốt. Rồi. Chính đường, hamburger cho anh đầu tiên. Ăn xong rồi cút cho em, tốt, very good. Một thằng hamburger nữa. Đây là thịt đây. Rồi, tránh. Cắt bánh đi. Tránh. Hamburger. Đó. Con chuột đấy tha bánh về cho mình này. Đây rồi, hamburger đây rồi.
ăn xong rồi cút, tốt, very good. Bây giờ hai chị là xong nhá, hai chị là xong nhá. Chị đây, cho chi vào đi, cho chi vào cái đĩa này đi, cho chi vào đĩa này này. Đây. Ý rơi thịt rồi. Không sao, khách ăn bẩn cũng được. Rồi. Không được, chưa được. Sợ ai lại quăng cái thịt đi rồi. Đây, quăng cái gì không? 52 giây. Thế thoải mái mà. Rồi, còn một chi burger cuối cùng là ok. Chi đây. Chi đây. Còn một thịt nữa. Thịt đâu? Thì đây. Quăng cả cắt tóc vào. Quăng cả 30 giây cái kia. Nhanh lên, thịt đâu? Ai quăng cả miếng cắt tóc vào, mất miếng thịt rồi. Chưa hiểu được. Tôi xanh rồi. Anh đổ đâu? Cầm một miếng vào đây. Nhanh lên. Còn có 10 giây thôi. Rồi, để nó đây. Đây, cho anh bưng tận luôn. Nhanh lên. 2, 1, thôi. Hết giờ. 13 bàn kìa. 13 đấy là đủ tới đây. Đi ơi. Tự nhiên ông nào quăng mất cái miếng thịt cuối đi, không hiểu nữa. Mình đã cho miếng thịt vào rủ rồi, Hunter còn cho cả cái miếng thịt tóc làm gì. Em thích thao tác của Hunter vội quá. Còn miếng đúng miếng cuối cùng luôn à, cay chết. Lại nha, phát cuối đây này, phát cuối nha. Mẹ, không là thôi anh bỏ nghề này, anh không làm nghề nữa đâu. Mọi anh em đi mua nhá. Đâu hiểu sao miếng cuối nó bay đâu mất được. Vội quá, tức là vội quá, con vẹ cả lên khổ. Em này lỗi rồi, thoát ra vào lại. Còn ten nó phải thế chứ anh em, là chúng ta phải trải qua thất bại rồi ấy. Mà mới đến được với thành công ấy, mới hay. Thành công ngay. Ờ cái pha cuối đấy mình cứ đem đại cho thằng kia là mình cũng đủ đấy. Mình cứ cho thằng kia ăn bừa cái gì cũng được là cũng qua đấy, mà quên mất cái bản lực vậy. Không đúng nữa đâu, có tính nào. Nhưng mà nó vẫn tính những số những thằng đã đúng. Là mình vẫn được x3, là mình là 16. Là vừa đẹp. 15 thì mình là đây là mình 16. Khổ. Nhưng mà tinh thần của người đầu bếp chân chính ấy không cho phép chúng tôi làm cái việc như vậy. Mình phải đưa đấy cho khách hàng những cái món ăn chuẩn chỉ, ngon nghè nhất, sạch sẽ nhất. Toàn các quán quân MasterChef vào đây. Hunter ready đi em. Hunter vẫn chấp được cái vụ thì thế sao ấy. Kéo co chứ anh em. Làm quả kéo co cái cho nó oi con nhà bà khói cái thì cho nó sức ép cái. Đúng rồi, phải kéo co á. Ờ anh cũng chưa. Đây. Thua ai thắng nha, cứ thắng là bọn phương phục vụ đủ ván này, đủ 15 người. Thua là không đủ thế thôi, không có nói nhiều. Vào thẳng vấn đề luôn. Rồi. Đây, like map. Rồi, 3, 2, 1, vào các em nhé. Vào. Thôi. Ồ, chỉ có 13 người thôi anh em ơi. Ôi không, này dán. Anh chị em còn đợi đi. Anh em còn đợi cái gì em mà không đi anh đợi nữa. Cái gì mà không ôn nin mà thắng nữa thì không biết chị cần... đi rồi, ok rồi những người nào mà vẫn còn đặt ở bên thua thì ngang bảy chọn chặt chít thôi. Một chi, một bacon, một hamburger. Ok, một chi một bacon một hamburger. Em cứ để sẵn những đĩa của chi nhá. Ôi bây giờ làm nó thuần thục lắm. Ừ. Đúng này. Ôi người nào đứng lên ở đấy cho vào thôi cho nó ấy. Rồi em lấy ra nha, em lấy ra sắp vào đĩa nha. Rồi xong, một chi xong, có một hamburger và một bacon. Hamburger. Cắt bánh Hunter, cắt bánh đi anh ấy nha. Đấy, một hamburger xong rồi đấy. Rồi tốt, một bacon nữa. Cắt bánh Hunter ấy ra đây. Vâng. Rồi, Hunter cứ lấy đồ ra các bạn nhá. Một bacon bao gồm có hai ấy đấy nha. Một bacon bao gồm có hai thịt nguội đấy nha. Hai thịt nguội à? Cái gì ấy? Hai thịt nguội. Đây. Thôi để anh nhặt cho cứ ra lấy thịt nguội đi. Đây đủ rồi.
Hai thịt nguội cơ mà, con mới có một. Đây đây đây, một thịt nguội đấy. Có mua thịt nguội không? Có, mua đi, mua dần đi. Cảm ơn anh, xong ba tiền. Xong ba khách. Nhuệ nhoàng. Em thấy cứ mua tất đi. Cứ từ từ xem cần cái gì mình mua. Cứ mua tất thì nhiệm vụ của mình là hoàn thành chứ có tiền quan trọng đéo gì. Đúng rồi. Tiền, hết tiền không mua đâu. Ui, hết tiền thì biển mà. Ủa, thì không lo đâu. Nó ăn vì đam mê mà khách. Ừ. Hai hamburger một chi, quá dễ luôn. Hai hamburger và một chi. Cắt đá, cắt đá. Rồi. Từ từ anh ra nhặt lại đủ. Hết thịt nguội. Một thịt nguội nhá. Một thịt nguội đi. Hết thịt nguội, hết cả thịt kia luôn rồi. Mua cả hai loại thịt đi. Ăn đi anh. Very good. Nhẹ nhiều. Rồi này, rồi anh à. Để anh đưa ra cứ đi. Hai hamburger đi. Thôi. Hai hamburger thường. Hai hamburger thường đây. Ừ. Một cái bánh này đồ nhá, cho anh. Đồ nhá. Ok. Rồi. Nhặt cái bánh mì cho đây cho anh. Rồi tốt. Quá dễ, lần này khách còn không kịp đến để mà gì luôn. Chưa kịp có lượt khách đến đã xong một lượt khách rồi. Trình độ bây giờ công nhận. Vãi trưởng sao sao bánh rơi vãi đầy cái này này. Nha. Rồi hamburger, mua hamburger xong rồi anh này. Một hamburger xong rồi. Không chưa? Đấy. Một hamburger xong rồi. Để đây nhá. Đó, em lấy hết bánh đi. Nó rơi vãi ở ngoài. Phủi đi rồi mang vào cho khách. Rồi thêm bàn mới rồi. Mua bánh mì nhá. Bàn này đứng lên cho tao. Rồi 6 vị khách đã xong. Hết thì mua đó em ơi. 6 vị khách này có 2 bacon, 1 cheese, 1 hamburger. 2 bacon, 1 cheese, 1 hamburger. Ok, cái này thêm cái chi nữa là xong cái món này. Là xong bacon. Thank you Vinamilk luôn. Anh nào gọi bacon em xin phép. Ủa, tao còn chưa kịp đặt đĩa xuống bàn nó đã đớp luôn trên tay tao luôn ạ. Mẹ bọn này công đói nhận. Đói quá. Ừ. Một hamburger đây. Bánh mì đấy nhá, bánh mì trong. Ăn chả lịch sợ lịch siếc đéo. Bacon cứ làm sẵn 2 đĩa. Cái gì mà nhảy cả giày vào cái hộp ấy đấy, hộp thịt đấy. Đá mấy con chuột. Không sao đâu. Khuất mắt trông coi. Khách vẫn khen ngon lắm các em ạ. Khen đều luôn. Đây còn, hai đĩa hamburger còn, còn một bacon và một chi. Còn một bacon và một chi. Đây cái này cho xem. Anh cho thêm chi vào. Đây. Chi. Bacon. Lão toét. Chi. Đây. Chi bacon xin phép luôn. Ê, ngon. Còn một thằng truy nữa thôi. Truy. Bà này đứng lên cho tôi. Cút em cái. Rồi. 10 bàn rồi, 10 khách rồi. Còn 4 khách cuối cùng là mình thắng luôn. 1-2 cheeseburger. Một bacon, ba cheeseburger và một bacon. Ba cheeseburger đúng không? Ừ, ba cheeseburger, một bacon. Nó khá là giống nhau thôi. Nó khá là giống nhau thôi. Chỉ có khác là thêm 2 miếng thịt nguội thôi. Đấy, anh cho thịt nguội em, anh cho anh thịt nguội. Anh cầm đấy, cầm đấy. Nhẹ nhàng. Dưới đất tứ ơi. Ơ, chết quên thịt. Ok. Để em vứt mấy cái hộp không hết rồi ra. Nước chùa nó cứ bu vào đây làm gì vậy? Bacon. Đớp. Rồi, ba chi nữa là xong. Rồi, hết. Format. Đạt, order format với cả thịt đi. Mỗi thứ một lượt thôi đi. Thịt gì? Mỗi thứ một lượt luôn. Đấy, chi đây. Thịt vào đây. Ok, ấy. Vào đây. Order mỗi thứ một loại đi. Vào đây, ok luôn. Chi burger, ăn hộ em cái. Rồi. Ôi đi, thằng kia là nó chê là thịt thì rất ngon nhưng đĩa bẩn mẹ. Anh rửa đi à? Anh nhìn nó trắng mà, sao cái thằng kia nó thế nào ấy chứ? Ôi nó bị rồi. Nó bị điên đấy sao ấy? Sạch vãi cả trường. Quản lý thị trường ấy, cẩn thận. Ở nhà anh ăn còn chưa được đĩa sạch như thế, cái thằng này nó có va vẩn. Ai là người phụ trách rửa đĩa? Rửa đĩa để mày cho nó, ai mày nhận mày rửa đấy?
Là lúc nào? Lại có lúc nào? Rồi, đằng này cũng thắng mà. Nhẹ nhàng. Vớ vấn. Còn 1 triệu thôi em à. 1 triệu thôi là xong. Thịt hết thịt rồi. Mua đủ rồi. Năm nay không thiếu cái gì cả. Thịt nha. Để hoàn thiện. Nhẹ nhàng. Ván này các anh em chắc đéo có ai đặt thua mất. Tầm này có ông, tầm này ông nào còn đặt thua thì tội đến chịu các ông luôn đấy. Đây đây, thịt đây, thịt đây. Ôi, thua ăn 11 lần. Còn mày. Thịt em ơi, thịt. Thua ăn 11 lần thì thượng đến chịu luôn. Thịt tròn đi các anh, thịt tròn đi, cho thịt tròn vào. Tôi để cho Tứ mang là không sợ nó lỗi đấy. Vâng. Một người cho vào thôi, không thì người này cho rồi người kia bốc ra là nó bị lỗi đấy. 29 triệu đề coi. Úi dồi ôi, trong vòng mày ăn một lần. Úi dồi, thế thì anh em ăn làm cái gì? Ăn có một lần thì rồi mạo hiểm đi. Kìa, cho dần ra rồi anh. Rồi, xong lần này là mình thắng rồi mà. Nốt cái thằng cheeseburger rồi là mình thắng rồi. Ăn trên tem đi. Rồi, đây. Nhẹ nhàng. Kìa thế ạ. Thế là phá đảo rồi ạ. Đấy, bọn tôi phá đảo rồi anh em nhá. Nó còn dư 400 mấy chục giây rồi. Chính thức là startup thành công anh em nhá. À, xin phép được chốt luôn là tháng nhẹ nhàng. Rồi, một tựa game free rất hay trên sở team. Anh em nào mà có bạn bè có thể rủ chơi nhá. Đấy, đợi tương lai có ha, có pizza, pizza gì đấy, hoặc là cái này phải có online mà. Xong rồi cạnh tranh giữa hai cửa hàng mới vui nhỉ. Ví dụ như là 4 đứa này cạnh tranh 4 đứa kia. Lúc đấy nó là vấn đề chứ còn thì